Rồi như vậy thì mình đã thực hành là mình đã tạo được cái file để xóa dữ liệu trong recycle bin, tức là trong sọt rác. Nếu như mà các bạn double click vào đây thì nó chạy xong, nó không lưu lại gì cho mình để mình chụp hình mình báo cáo cả, thì yêu cầu chúng ta là các bạn sẽ search CMD, tức là comment box, các bạn click chuột phải, các bạn run administrator, yes, ra đây. Và nếu như mà chúng ta dùng cái file ở desktop thì nó không cho phép các bạn. Nếu như mà mình muốn mở desktop thì mình mở đây cũng được nè. Mình gõ là số thứ tự nè. Số thứ tự. Mình xóa thử cái này thử coi nó có cho không. Rồi, enter. Không được. Như vậy mình chạy trực tiếp ở trong desktop là nó không cho. Thầy thử, thầy copy vào một cái thư mục khác. Ví dụ như thư mục này. Thư mục này. Và thầy lấy cái đường dẫn của nó ở đây. Ctrl C. Lấy đường dẫn. Vào cái CMD của mình hồi nãy đó. Mình dùng cái lệnh CD. Chuyển thư mục. Ctrl V. Dán cái thư mục mà hồi nãy mình chứa cái file. Enter. Thấy nó chuyển sang cái đường dẫn khác không? Và mình gõ lại số thứ tự tab. Đúng cái file của mình chưa? Còn của các bạn thì các bạn sẽ ghi, à nếu như mà tên file số đầu tiên cho không? Hình như không cho không? Tên file mà đặt số đầu tiên á. Được không? Không cho đúng không? Cho không? Ok. Enter. Như vậy thì nó đã chạy được rồi nè. Nó không báo gì hết nè. Rồi các bạn copy cái này dán vô bài lab là được rồi. Và mới một lệnh thôi. Còn đến hai lệnh của các bạn nữa. Đây là thầy mới demo một lệnh của thầy. Còn hai lệnh các bạn thì nó có thông báo gì dưới này hay không là tùy vào cái lệnh của các bạn. Và các bạn phải chạy nó ở trong cái command line này thì mình mới có cái để mình chụp hình. Mình mới có cái để mình báo cáo. Mà nhớ chạy trong cái command line này nhé. Rồi bây giờ capture cái này. Bỏ vô báo cáo thôi. Đúng. Đúng rồi. Được chưa? Đó, đó là cái nội dung mà mình sẽ làm cho cái lab 3 bài làm thêm. Là cái cách để mình chạy và mình lấy được kết quả. Chứ còn nếu mà bạn double click nó chạy nó dọn cũng dọn được. Nhưng mà cuối cùng kết quả mình không thấy gì để báo cáo hết.